Hi, đây chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với TV Vlog của mình. Thì buổi sáng hôm nay mình chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ ha. Hôm nay thì Đạt được nghỉ, Hèn Chi Đạt định quay một cái vlog cho mọi người xem. Mình dùng tiền hai bữa làm hôm nay của mình á để mua một cái hộp kẹo này nè. Mọi người chắc mọi người biết hộp kẹo gì rồi ha. Đây là kẹo Hôm. Cái này mình thấy trên mạng nhiều bạn xem rồi, nhiều bạn ăn rồi. Biểu cảm cũng khá là hay luôn. Thì chị mình mua về mình ăn thử xem cảm giác nó như thế nào nha mọi người. Một lát nữa mọi người cùng ăn với mình nha. Rồi, bây giờ mình thử xé hộp ra xem ở bên trong nó là cái gì nha mọi người. Mọi người cùng xem với mình nha. Trời ơi, cái bọc này nó dai không phải. Ở trong đây mình không biết bị gì nữa, chưa ăn bao giờ. Rồi, tưng tưng, nó có một cái dĩa quay nè và một bịch kẹo. Đủ màu hết trơn. Rồi bây giờ mình hít thử một miếng xem cái mùi vị nó như thế nào nha mọi người. Ôi giời ơi, cái mùi khắm lắm các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình có thể rủ thêm hai đứa em của mình để ăn cho nó vui á. Đây là Hải, Hải xinh gái. Bên đây là Hào, Hào xinh trai nha mọi người. Hai đứa em của mình. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái này nó là màu gì, rồi ba đứa cùng ăn rồi xem biểu cảm nha các bạn. Rồi, màu cam chấm đỏ mấy bạn ơi. Hai đứa mỗi người một cục nè. Hải quất cho thử không? Đúng mùi luôn, cái mùi nó cũng hôm hôm mà. Rồi, dứt không nhả nha, đứa nào nhả làm chó. Mùi hôi lắm các bạn ơi, giống mùi dế hối vậy á. Rồi bây giờ tới lượt quay thứ hai nha các bạn. Lượt quay thứ nhất hồi nãy thằng em của mình nó đi ói luôn, gắt vãi. Cái mùi nó hơi nó giống mùi tất hối vậy á các bạn, hơi bị kinh. Rồi màu trắng. Rồi mỗi đứa lấy đại đi, mỗi đứa lấy đại màu trắng, trắng không nha. Màu trắng không này là màu sữa hiêu với mùi dừa nha. Không biết mấy bạn vị gì. Cái này hơi mùi mít nè. Mùi dừa mới ơi. Mùi hơi mùi mít. Mùi gì? Màu sữa hiêu. Nó chua. Mùi đó heo á. Nồng thật luôn, chua luôn á. Đúng rồi, cái vị đó mà. Ngon, anh thấy ngon. Ngon, viên này ngon. Nuốt đi em. Rồi này không máu rồi bạn ơi. Mùi dễ chịu không? Tiếp tục nha mọi người. Màu đen. Màu cà phê. Màu đen là mấy đứa là hai em. Cà phê. Cái này là mùi gì á, cái mùi thức ăn cho chó. Bây giờ mình thử xem.
bữa cho chó rồi mọi người. Mình là người quay video, mình phải nuốt. Ông của em có mùi cà phê. Em hai viên rồi đó. Không có gì. Này đúng xui luôn rồi. Đứa em của mình nó lại đi hối nữa mọi người à. Hương nó dễ sợ. Còn em trai ổn không? À, cảm ơn. Quay. Rồi, chiếc này là mùi màu xanh. Rồi mỗi bạn bứt một cái màu xanh nha mấy đứa. Tốt giờ. Rồi màu xanh. Màu xanh này là cỏ. Có mùi cỏ nha. Cỏ gì vậy? Anh không nhớ được cái mùi, anh nhớ cái mùi húi không, anh không nhớ cái mùi thơm. Bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn mấy cái viên nào mà sớm giờ ba anh em mình chưa ăn nha. Màu đen đi, màu đen sớm giờ chưa ăn. Mỗi đứa cầm một viên đi, không mấy bay đổ hừa tao. Mùi xịt, mùi màu đen là mùi nước xịt da và mùi cam thảo nha mọi người. Mời mọi người. Mời bạn nha. Sô cô la. Ngon. Em cũng sô cô la luôn. Em gì? Ngon. Ngon các bạn ơi. Quá ngon, quá ngon. Ngon ha. Hơn không mày. Còn bây giờ mình thử tới cái viên. Không biết mọi người thấy không ta. Nó không lấy nét được rồi. Đây là mùi nước rửa chén với mùi bánh sinh nhật nha mọi người. Rồi mọi đứa lấy một cái. Màu hồng với màu xanh đúng rồi nó đó. Rồi mời các bạn nha. Mời các bạn. Ngon. Ngon quá luôn á. Mùi kẹo xương gươm. Mùi như nồng dữ ta. Tôi mua kẹo xương gươm. Không có chén. Nước rửa chén không? Này mua xương gươm. Nuốt đi em. Không có được rồi. Ngon. Nha. Ngon mà. Ngon mà. Rồi tiếp tục thì chỉ còn một màu nữa ba anh em mình chưa ăn thôi nha mọi người. Đó là màu vàng. Màu vàng là cái màu trứng húi. Với cái màu kia màu hôm là cái gì mình không có bắt ngô hả? Rồi bây giờ mình hưởng thức cái màu này nữa là xong nghe mọi người ơi. Rồi cái số kẹo này á mình đi xem cho mấy cái người lớn thử trải nghiệm thử ăn thử coi coi xem các người lớn nói là cái vị nó như thế nào nha. Rồi hai em mỗi người bóc một viên màu vàng nha. Bảy liền. Màu vàng đi em. Vàng với màu trắng nha. Rồi hy vọng là không phải trứng thối nha. Các bạn nha. Rồi nó chua chua trứng thối nha. Không không. Ngon. Trứng dung. Ủa thơm hết luôn hả? Xin cơm. Nhưng mà nó hơi chua hơn. Đúng rồi. Không phải trứng khói là tâm ơn. Thôi bây giờ mình đem cái phần này vô cho người lớn ăn xem thử biểu cảm của họ như thế nào nha mọi người. Cùng đi với mình nha. Bây giờ mình cho ba mình thử trước. Ba ơi.
bà nếm thử một cục giúp con cái bà, xem vị nó thế nào. Em sao hồi hảo quá vậy? Dạ không, hai mùi ngon với không ngon, cái đó là đang ba cho con thử cái vị nó như thế nào ngon bà. Ngon không, ngon không? Có mùi cỏ không bà? Con phải là một nửa sao con đưa chỉ có người lên trước được sao mẹ vậy? Con chưa đáng hồi nó mới biết được, giờ chưa, nó chưa thấm. Mẹ. Giờ mẹ chọn một nào? Nào cũng được. Thôi đừng có lấy màu cam, tại màu cam là mùi nó nồng lắm. Hay phải không? Nào cũng được. Cỏ không? Dạ. Lạ lạ. Giống mùi cỏ không? Hình như nó đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua mời một chị với một bé này ăn nha. Chị Trinh ăn thử một miếng xem cái vị như thế nào chị Trinh. Chị em biết cái vị nó luôn nha. Dạ ngon không? Ngon, không có gì vậy luôn. Ngon là được rồi. Xin gum ha. Trời vậy là ngon rồi đó, không biết chị họ cái biểu cảm gì sao. cái nơi mình thường quay video nè mọi người. Rồi chị Ho, kẹo này là kẹo bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng hả? Dạ. Ăn với hành bảy có màu không? Dạ, chị muốn ăn màu nào gì ăn? Không, chị ăn được bảy màu, có hành là bảy màu không? Dạ, cũng được, đó chị muốn ăn bao nhiêu vậy chị cứ ăn. Ai muốn cái gì hết? Trả mình vậy. Rồi, và bút kết lại thì ăn kẹo này xong thì mình mới thấy là mấy cái viên ngon thì nó cực kỳ ngon luôn nha, rất ngon, rất thơm luôn. Còn những cái viên mà nó đã hôi rồi á thì cái mùi rất là tởm luôn. Đó là trải nghiệm của mình nha, đó là trải nghiệm vui vẻ của mình muốn chia sẻ tới tất cả mọi người. Nếu các bạn thích video của mình á thì nhớ nhấn đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người được vui vẻ nha mọi người. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Bye.